Rồi xin chào các bạn đi. Kiếm quà phải không? Đang lũng dấu gì trong đây các bạn? Đang lũng xe đi đầu các bạn. Con kiếm gì đó? Quà hả? Đâu? Yeah, trái gì? Một trái táo. Một quả táo. Lũng được một quả táo nha. Cái gì đi? Một con cá. Một trái cà. Yeah, một con cá heo. Một cây dao đấy bằng con cá. Một cái muỗng. Cái gì cáu nữa? Cái gì con gì? Con mực. Bạch tuộc bự quá các bạn ơi. Con bạch tuộc, có bạch tuộc. Và lũng đầu được con bạch tuộc và con cá nha các bạn. Con cá, bạch tuộc, con cá heo, trái cà các bạn, dao, cái muỗng, cây dao, bể luôn. Đây là con cá heo các bạn. Mình sẽ ịn con mực các bạn. Làm con mực khổng lồ. Yeah, mực này xấu quá các bạn ơi. Bạn lũng làm lâu đài cát các bạn. Một cục đuôi. Mạnh ơi. Nhông. Rồi. Con này con gà đúng không? Gà trống. Gà trống cái sao? Cởi gà đi, cởi gà. Ba lũng đi cục chưa các bạn? Lên rồi cầu thang. Trượt xuống, bắt đầu trượt. Lên cầu trượt đi.